Đây là set thứ 5. Đây là phải nói là cột mốc quyết định cho chiến thắng của toàn cục. Bên nào sẽ thắng set này là rất là ưu thế ở set 6. Không đều. Rất kiên cường. 0-1. Hai không. Hai ơi. Hai qua ơi. 2-1. Bay. Hai đâu. Hey. 4-6 tiến theo bóng. Một pha mất bình tĩnh của Huỳnh Thái Quang, hơi quả đánh hơi vội. 5-6. Hey, hey. Bảy năm. Giờ rất dứt khoát. Tám năm. Hay quá. Nãy giờ Huỳnh Thế Quang bị lúng túng với lại cái quả móc máy bên phải của Lê Quốc Tiến khá nhiều. Đó là rõ ràng quả đây là một quả rất khó chịu. Anh móc rất nhẹ nhưng xoáy. 6-8. Bảy tám. Oh, rất ổn, lại một quả bóng cao nữa. 9-7, rất hấp dẫn. Đây là quả quyết định của set này. Nếu mà chín đều thì ưu thế sẽ thuộc về Lê Quốc Tiến cầm ra bóng cuối. Ồ, một pha rất hay.
Và rất quyết đoán của Lê Quốc Tiến, rất hay. Tỷ số đã được cân bằng 9 đều. Rất quyết đoán nhanh hết quả vừa rồi. Mười chín. Wow, trận thắng rất đẹp của Lê Quốc Tiến. Trịnh Thế Quang đã dẫn 8-5. Và sau đó Quốc Tiến đã thắng ngược lại tỷ số 11-9, 8-5, 9-7. Rất là bản lĩnh và rất là bình tĩnh.